tương lai bước chân cùng sống ba phải tên làm sao cho nó sống từ nay đứng bên cho bơi ai biết chăng tên người lính Diễm Kiều mang danh hồng nhan nhưng chỉ là trai cùng sung vào trong quân ngũ dạng danh lòng xưa trương vương trên dòng sông hát lưng danh thân liễu lưng ông hồng má xuân gì nhưng đi tòng quân đâu có ngại chi rời ngôi trường xưa yêu dấu tạm quên tình riêng hai đứa mang danh nữ linh như đặc biệt ở tại tỉnh Cần Thơ thì tôi tổ chức được một cái đội thiên nga là toàn những người nữ sinh và trẻ đẹp và tôi đã cho len lỏi nữ sinh đó vào trong những cơ sở của cộng sản và đã khám phá được rất nhiều những cái cơ sở của cộng sản là một chương trình rất hiệu quả và là một cái chương trình để phân biệt rõ được người nào quốc gia và người nào cộng sản bằng những hình thức tình báo mà chúng tôi đã tổ chức được. Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Tổ quốc lâm nguy, nguyện dấn thân. Phục hồi danh dự, trả toàn dân. Mọi người trách nhiệm, chung vai gánh. Dân chủ tự do, quyết đoạt thành. Biệt đội Thiên Nga. Biệt đội Thiên Nga ra đời trong những năm cao điểm của cuộc chiến tranh bảo quốc của nhân dân miền Nam đối với bọn xâm lược Cộng sản phương Bắc. Sau năm 1954, nền đệ nhất Cộng hòa đã được hình thành ở miền Nam Việt Nam. Do đó, lực lượng cảnh sát quốc gia cũng được củng cố lại để lo an ninh quốc gia và bảo vệ mọi tầng lớp dân chúng. Thành phần nữ nhân viên trong lực lượng cảnh sát vẫn còn được sử dụng hạn chế trong các phần vụ như văn phòng hành chánh, kiểm soát tài nguyên, cảnh sát an ninh phi cảng, hải cảng, cảnh sát ngoại kiều, tiếp tân, trại giam, giáo dục, vân vân. Những nữ nhân viên này được tuyển dụng tùy theo nhu cầu công tác, theo từng giai đoạn, chứ chưa có một trường lớp chính quy nào. Mãi cho đến cuối năm 1965, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mới mở một học viện cảnh sát quốc gia, nhận thi tuyển cả nam và nữ sinh viên sĩ quan cảnh sát. Điều kiện tối thiểu về trình độ học vấn là có bằng cấp tú tài 1 trở lên. Sau khi tốt nghiệp, các nữ sĩ quan cảnh sát được phân phối về tổng nha cảnh sát, khối đặc biệt và một số ít được phân phối về các nha, tỉnh thuộc 4 vùng chiến thuật của miền Nam Việt Nam. Sau 2 lần đẩy lui các cuộc tổng tấn công của Việt Cộng vào miền Nam Việt Nam trong Tết Mậu Thân và tháng 5 năm 1968, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cần tăng cường lực lượng cảnh sát trong việc bảo vệ an ninh đất nước, ngăn chặn Việt Cộng xâm nhập miền Nam Việt Nam bằng đường bộ cũng như đường thủy. Vai trò cảnh sát được đặt nặng và quan trọng hơn, đặc biệt là sự cần thiết để có một tổ chức toàn những nữ cảnh sát để hoạt động trong công tác tình báo, hoạt động riêng rẽ hay phối hợp với các công tác của nam cảnh sát đang hoạt động. Tháng 8 năm 1968, do một sự vụ văn thư của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia quyết định thành lập một tổ chức toàn là nữ nhân viên có tên gọi là Biệt đội Thiên Nga, trực thuộc khối đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, hoạt động độc lập song song với các tổ chức đã được thành lập trước đó. Nhiệm vụ của Biệt đội Thiên Nga là sưu tầm, phân tích tin tức, tổ chức xâm nhập và phá vỡ các tổ chức, các hạ tầng cơ sở của Việt Cộng tại thủ đô Sài Gòn cũng như tại các tỉnh địa phương trên toàn miền Nam Việt Nam. Công việc khởi đầu gặp rất nhiều khó khăn, từ vấn đề tuyển mộ, đào tạo nhân viên cho đến công tác tìm đầu mối, xây dựng cơ sở, giám thị, vân vân. Biệt đội Thiên Nga Trung ương có văn phòng tại khối đặc biệt. Biệt đội Thiên Nga Thủ đô và 11 quận có văn phòng tại Bộ Chỉ huy Cảnh sát quận Đô Thành. Biệt đội Thiên Nga dùng 1, 2, 3, 4 và các tỉnh trên toàn quốc từ Quảng Trị đến Cà Mau. Biệt đội Thiên Nga Trung ương có 4 ban, ban hành chánh, ban tổ chức phát triển, ban huấn luyện và ban hoạt vụ. Nhiệm vụ của Thiên Nga Trung ương là thành lập cơ sở văn phòng, tuyển mộ nhân viên, tổ chức huấn luyện
tìm đầu mối phát triển công tác. Đồng thời, biệt đội Thiên Nga Trung ương đôn đốc và hướng dẫn các bộ chỉ huy cảnh sát quốc gia thành lập biệt đội Thiên Nga địa phương ở 11 quận đô thành và tại các tỉnh. Biệt đội Thiên Nga địa phương tuyển mộ nữ nhân viên gửi về biệt đội Thiên Nga Trung ương ở Sài Gòn để đưa đi thụ huấn các khóa học tình báo tại trường tình báo Trung ương. Các phụ nữ được tuyển mộ phải có ít nhất là văn bằng trung học đệ nhất cấp hoặc cao hơn. Ngoại trừ các quả phụ của cảnh sát không đòi hỏi điều kiện văn bằng như trên, nhưng ít nhất phải có bằng tiểu học. Các nữ nhân viên được tuyển lựa này gồm đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần khác nhau trong xã hội. Có thể là người bán rau cải ở chợ, bán hàng rong, bán vé xe bus, nhân viên bưu điện, điện lực, thư ký văn phòng, học sinh, sinh viên, cô giáo và vũ nữ, vân vân. Các nữ nhân viên lần lượt được học qua các lớp tình báo căn bản 4 tuần, theo dõi 6 tuần, cán bộ điều khiển 8 tuần và đặc biệt là khóa tác xạ tại trường tình báo Trung ương. Khóa sinh phải đủ điểm cho lớp trước mới có thể lên lớp kế tiếp. Trong thời gian thụ huấn, các khóa sinh phải ở nội trú và mang bí số. Việc giảng dạy do các giảng viên tình báo phụ trách, còn giám thị do các nhân viên Thiên Nga Trung ương đảm nhận. Các khóa sinh sau khi thụ huấn chuyên môn trở về đơn vị tại các địa phương nơi đã gửi đi học và bắt đầu nhận công tác do các ngành đặc biệt phân nhiệm. Công tác trực thuộc sự hướng dẫn của phụ tá đặc biệt địa phương và báo cáo thành quả công tác về Thiên Nga Trung ương. Tại Trung ương, ngoài các lớp kể trên, các nữ nhân viên Thiên Nga còn theo học các lớp kỹ thuật như nhiếp ảnh, chụp hình bí mật, học lái xe gắn máy và xe hơi. Một số được học thêm các lớp thẩm vấn. Biệt đội trưởng, phụ tá biệt đội trưởng Thiên Nga Trung ương và các cán bộ điều khiển đều là nữ sĩ quan cảnh sát tốt nghiệp khóa 1 Học viện Cảnh sát Quốc gia. Riêng biệt đội trưởng và phụ tá đã tốt nghiệp thêm khóa trưởng phòng đặc biệt tại trường tình báo Trung ương vào năm 1967. Ngoài các nữ sĩ quan và nhân viên cảnh sát chính thức, biệt đội Thiên Nga còn sử dụng một số rất đông nữ hồi chánh viên, nữ can phạm chính trị, các công nhân hãng xưởng, nhân viên các cơ quan chính phủ, ngoài cơ quan cảnh sát, các bạn hàng chợ, các học sinh sinh viên trường trung học và đại học để làm mật báo viên cho biệt đội, số cộng tác viên gấp nhiều lần số nhân viên chính thức. Các nhân viên trung ương đi công tác hoặc vụ đều có học khóa chuyên môn tình báo để được hướng dẫn rõ ràng chi tiết công tác họ phải đảm nhận cũng như cách thức bảo vệ an ninh tối đa cho họ. Các nữ nhân viên hoặc vụ đều có bí số và bí danh. Tùy vào công tác, họ được tạo cho một ngụy tích với tất cả giấy tờ tùy thân và lý lịch mới. Nhằm mục đích nhu cầu bảo mật công tác, biệt đội Thiên Nga Trung ương có những kiosk buôn bán lẻ, có điện thoại công cộng để làm nơi liên lạc, hộp thư sống và chết, vân vân, và một nhà an toàn làm nơi tiếp xúc với tình báo viên, mật báo viên, nhất là tình báo viên từ mật khu về. Vì là biệt đội tình báo nữ mang tên loài chim Thiên Nga, nên mỗi kế hoạch công tác đều có ám danh của một loài chim khác như sơn ca, quả mi, hải âu, hoàng oanh, hoàng yến, vân vân. Còn các công tác phối hợp với các cơ quan bạn thì dùng ám danh như của sông, của núi, như Trùng Dương, Trường Sơn. Do sự thay đổi cơ cấu của khối đặc biệt và để thích ứng với tình hình chính trị phức tạp, nên cuối năm 1972, biệt đội Thiên Nga mang ám danh mới, đoàn đặc nhiệm J-423G để bảo mật hoạt động. Song song với việc xây dựng tổ chức, đào tạo nhân viên, biệt đội Thiên Nga Trung ương luôn nỗ lực tìm đầu mối, lập kế hoạch công tác, tìm cách xâm nhập, len lỏi vào các hội đoàn phụ nữ Việt Nam, hội đoàn bạn hàng các chợ, hội phụ nữ đòi quyền sống, các lực lượng đấu tranh thuộc thành phần thứ ba, các thành phần tôn giáo khuynh tả có diệt cộng sách động, các tổ chức sinh viên học sinh đấu tranh thân cộng sản, để kịp thời ngăn chặn những tên diệt cộng nằm vùng, triệt phá những âm mưu có nguy hại cho an ninh quốc gia. Không những thế, biệt đội Thiên Nga còn xâm nhập vào tận mật khu của diệt cộng để thu thập tin tức tình báo, góp phần tiêu diệt các cơ sở đầu não của cộng sản. Nhìn lại quá trình công tác của các nữ nhân viên Thiên Nga, phải thừa nhận rằng công việc của họ rất nguy hiểm,
tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa. Qua các tài liệu tịch thu được của Việt Cộng, sau những thất bại nặng nề, chúng rất đề cao cảnh giác, các nữ thiên nga. Việt Cộng luôn tìm cách ám sát những ai chúng nghi ngờ là nhân viên thiên nga. Còn các nhân viên thiên nga len lỏi vào các hội đoàn tham dự các cuộc biểu tình, tuyệt thực, chống đối, nên cũng phải chịu hưởng hơi cay, dùi cui của cảnh sát. Các chị em thiên nga còn phải hy sinh những tình cảm riêng tư, thời gian dành cho gia đình, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để làm tròn bổn phận công dân yêu nước, đấu tranh cho lý tưởng tự do. Thật khó có thể ghi lại hết những chiến công thầm lặng của các nữ chiến sĩ tình báo thiên nga. Tuy vậy, những công tác sau đây là ví dụ điển hình về các hoạt động của biệt đội thiên nga. Một trong những công tác mà Việt Cộng vẫn còn tức tối là việc cung cấp lương thực thực phẩm cho phái đoàn quân sự bốn bên vào họp tại trại David, Tân Sơn Nhất, Sài Gòn. Mặc dù chúng nghi ngờ nên chúng đề nghị chọn nhà thầu cung cấp thực phẩm cho hai phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức Cộng sản Bắc Việt, và Mặt trận Giải phóng miền Nam. Nhưng cuối cùng nhà thầu chúng chọn lại là của biệt đội thiên nga. Công tác này mang ám danh là Trùng Dương, hoạt động cho đến ngày cuối cùng, 28 tháng 4 năm 1975. Công tác mang ám danh Hải Âu đã cài được một nhân viên thiên nga vào Hội đoàn Phụ nữ đối lập và tạo được niềm tin, nên được Việt Cộng chọn đi học lớp tình báo chung với chúng. Công tác len lỏi vào Hội Phụ nữ đòi quyền sống, hoạt động chung với một cán bộ nằm vùng. Mãi đến sau năm 1975, tên nữ cán bộ mới biết đến người thư ký của ban xã hội là nhân viên thiên nga. Lúc ấy tên nữ cán bộ là đại quý công an, tức tối đề nghị gia tăng 6 tháng tù, trong khi chị nhân viên thiên nga đã có giấy ra trại. Công tác này mang ám danh Quạ Mi. Trong 5 năm liền, một nữ huyện ủy viên của Việt Cộng đã hợp tác với biệt đội thiên nga. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chị vẫn giữ chức huyện ủy của một huyện gần Sài Gòn. Cho đến 6 tháng sau đó, Việt Cộng mới truy ra được từ hồ sơ còn sót lại ở địa phương, nên đã khai trừ chị khỏi Đảng Cộng sản và giam chị ở Chí Hòa. Chị đã may mắn không bị chúng xử tử hình. Sau tôi gặp lại chị ở trại Hàm Tân, chị mới dở lẽ: "Tôi, người tên Năm, tiếp xúc với chị năm xưa là thiếu tá biệt đội trưởng thiên nga." Công tác này được mang tên Hoàng Quanh. Các công tác hoạt động của thiên nga càng thành công tốt đẹp bao nhiêu thì Việt Cộng càng tức tối lên án, càng đề cao cảnh giác với nhân viên thiên nga. Do đó, những bản án không xét xử trả thù hèn hạ dành cho các nữ nhân viên thiên nga của Cộng sản là từ 3 năm đến 13 năm trong các trại tù cải tạo. Tuy vậy, các chị em nhân viên của thiên nga vẫn hãnh diện, giữ vững nhân cách lập trường, vượt qua những gian lao của 5 tháng tù đầy. Tôi rất xúc động khi phải nhắc lại quá khứ của biệt đội thiên nga, với những anh thư đã đem hết những hăng say, nhiệt tình, tinh thần chống cộng mãnh liệt của tuổi trẻ, hiến dâng để bảo vệ đất nước miền Nam Việt Nam. Tôi rất hãnh diện về biệt đội thiên nga. Các nữ nhân viên từ hạ sĩ quan đến sĩ quan cùng các cộng tác viên đã giữ trọn khí tiết trong lúc sống khổ sở trong lao tù hay trong sự kềm kẹp của chế độ cộng sản ngoài xã hội sau khi được thả về. Tôi mong ước một ngày gần đây, những nữ thiên nga hải ngoại sẽ gặp lại các bạn thiên nga còn ở lại Việt Nam, tay bắt mặt mừng trong niềm vui thấy đất nước thực sự có tự do dân chủ. Tôi viết bài này cũng mong quý bạn có cái nhìn rõ hơn về người cảnh sát quốc gia. Trong đó có những nữ cảnh sát, những chị bán hàng, những chị em sinh viên đã có một thời hiến dâng máu xương cho đất nước. Nguyễn Thanh Thủy.
đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày tôi 20 tuổi, em đôi 8 trăng tròn. Đêm lạnh còn trăng đơn gối lẻ, chưa buồn khi canh vắng khép đôi cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi. Ngày tim lên tiếng gọi xui tôi mến một người, tâm tình chiều nao trên phố nhỏ khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương từ độ anh vui bước quân anh, nửa năm anh viết lá thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt nữa từ người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng độ, bàn tay thon ngón nhỏ đàn tay rắn sông hồ, ta nhẹ dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bỏ lúc đợi chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.